À vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một con đài Site cổ của Victor thuộc phân khúc đầu gấu. Và con này em mong bán cho một bác là thợ hoặc bác nào đó có trình độ hiểu biết ngang với thợ để ôm nó về tiến hành dọn lại chơi cho nó full tính năng. Trước tiên thì anh em chúng ta sẽ đến với cái đoạn test đường line in out x. Vâng, thường thì những con đầu gấu bao giờ cũng có đường line in out x và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó thay thế một cái loa vi tính. Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở trên anh mùa này còn nước, lắng phù sa in bóng đôi bờ. Anh ở biên cương, biết rằng em năm ngóng tháng chờ, cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước. Nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt, anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong. Như vậy là anh em chúng ta đã trải qua phần đoạn test đầu tiên đường line in out x, và đây cũng chính là cái ngõ tạo nên giá trị của con đài này. Test xong rồi em sẽ rút ra, và bây giờ anh em chúng ta sẽ đến với phần đoạn test tiếp theo, đó là bằng sóng FM. Ở trên cái con Victor này thì FM nó chỉ đến 90 MHz thôi. Nhưng nếu chúng ta vặn ra góc này một chút là chúng ta vẫn bắt được một đài. Sở dĩ là em cũng muốn test để bác nào đó, kể cả là thợ hoặc những bác có trình độ hiểu biết ngang với thợ, yên tâm một điều là cái băng sóng FM nó vẫn hoạt động tốt. Khi nó hoạt động tốt thì cái vấn đề kéo sóng ra 108 nó sẽ đơn giản hơn. Một trong những bộ phim Việt được khán thính giả chào đón cũng lấy bối cảnh quay ở Ninh Bình, đó chính là bộ phim đầu tay của đạo diễn Ngô Thanh Vân, phim điện ảnh Tấm Cám Chuyện Chưa Kể, đưa người xem lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh và vừa thực vừa ảo. Và tác phẩm Tấm Cám Chuyện Chưa Kể với những cảnh quay hoành tráng, những góc máy đẹp lại kết hợp cùng với kỹ xảo điện ảnh CGI, các công trình như là quần thể Tràng An Bái Đính được thêm thắt với rất nhiều chi tiết hư ảo. Em bảo giải sóng FM bắt tốt. Bây giờ chúng ta chuyển sang giải sóng chung, sóng AM. Phim thì ta là thấy một Tràng An. Đấy là những cái giao diện mà chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Những việc nó kể cả về chế độ, quyền lợi, công việc phải làm hết sức là rõ ràng. Các bạn cũng khi tìm việc ở trên mạng cũng lưu ý cái việc đó. Trên xuyên Tết, thính giả nhân đoàn nhìn nhận. Em đi hôn người chồng nợ nần, vô trách nhiệm đi, giành quyền nuôi hai con và tạm thời về nhờ ông bà ngoại. Số tiền anh ta nợ. Kể cả bán cho thợ
Em vẫn bao cả hai băng sóng bắt tốt. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét đến khoản băng cassette. Khoản này thì các bác biết rồi, nếu là những bác thường xuyên theo dõi kênh của em thì sẽ biết được một điều rằng chưa bao giờ em bao cái khoản băng cassette này chạy. Nhưng nếu như nó vẫn còn chạy thì em vẫn ấn play để cho khách hàng biết được rằng thì mà là hệ thống cơ khí nó vẫn hoạt động. Not China. 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 Hãy có nó hơi nhảy khai đi mà. Chứ không. Tua này. World Unidos. これは全然違う形になりましたね。Estados Unidos. こういうふうに言うわけです。Estados は States. それから、Nói chung là bác nào ấy mà muốn phần cassette nó chạy tốt, chạy hoàn hảo thì bắt buộc phải đột nó ra, bảo dưỡng lại cái phần cơ này thì nó mới mượt mà được. Chúng ta có một cái con đài có thiết kế phải nói là thực sự trông nó mạnh mẽ, phong cách, với hai cái lưới bằng thép che cho hai cái loa phía sau, và hai cái loa của nó cũng khá khẩm hơn đáng kể so với những con xì te thông thường ở phân khúc thấp hơn nó. Con Victor này là hàng Nhật xịn, Japan xịn, với hai cái củ toàn giải kích cỡ như em ước đoán là tầm 14 cm, màng giấy gần xếp. Đây là em cũng nói giảm, nói bớt đi rồi đi ạ. Chứ em có tháo ra kiểm tra sơ bộ thì thấy cái củ loa nhà sản xuất nó ghi là 15 chứ không phải 14 đâu. Nhưng mà để tránh những cái gọi là thắc mắc, khiếu nại không đáng có thì em đánh lùi nó xuống 14. Bất kể là ông nào cầm cái thước vào đo, lúc nào nó cũng phải tầm từ 14 cm trở lên. Và như vậy thì nó sẽ tránh những cái khiếu nại nó tào lao mí lau. Có một vài cái về khiếm khuyết mà em bắt buộc phải giảm giá để bán cho những bác yêu lao động có kiến thức, có kinh nghiệm ôm về để xử lý thêm. Thứ nhất, nguyên bản thì cái con đài này nó có một cái giải bằng nhôm, nó rộng vào khoảng nửa cm, nó sẽ dán ở bên dưới này, mang cái tính chất gọi là tạo hình cho sản phẩm trông nó sẽ sáng sủa hơn. Thế thì hàng bãi nó về thì cái giải nhôm này nó tụt keo và nó rớt mất rồi. Đó là một. Cái thứ hai đó là trong quá trình vận chuyển từ bên kia về ấy, thì cũng bị quăng ném, do vậy là nó bể nhựa, bể một miếng nhựa ở trên này đó. Đây các bác nhìn thấy không? Hàng nó về tới thì em không nhặt được cái miếng nhựa đó, không biết là nó bể rơi rớt ở đâu. Chỗ này thì nó cũng có bể ra và em có nhặt lại được và có gắn keo rồi. Như vậy là nó bể mất một miếng ở đây. Đó là hai. Cái thứ ba là một cái cần gạt bằng nhựa ở chỗ này là bị rớt. Đó là thứ ba. Cái thứ tư đó là hàng nó về, không biết thằng chết bầm nào nó rút trộm của em mất cái núm tuning. Đó, do vậy là em phải mạnh phóng vào đây một cái núm tuning khác. Bác nào mua yên tâm, bởi vì cái núm tuning này là của một con đài cổ hơn nó, một con Nessino Panasonic cổ, núm xịn Japan nha. Đó là những cái tồn tại và khiếm khuyết ở trên cái con đài này. Là một cái con đầu gấu thì nó có đến hai volume riêng biệt cho hai loa. Đây là tôn thanh trầm, đây là gạt nghe mono, gạt lên là nghe stereo. Còn đây là chuyển nghe radio hoặc là nghe đường lay in aux hoặc nghe băng tape cassette. Đây là chuyển đổi băng sóng, dâu anten zin, quai sách còn đẹp nha. Nói tóm lại là con này nó có bị quăng ném, vậy là nhan sắc nó có bầm dập và chính vì thế là em bắt buộc giảm giá.
Đó, bác nhìn kỹ cái chỗ nó bị bể nhựa chưa? Cái này thì đối với những bác khéo tay ấy, về mình cắt cái miếng nhựa khác. Làm sao mà táp vô đây một cái mà nhìn nó hợp lý là được ha. Ở sườn bên tay trái chúng ta thấy khá nhiều kết nối sồn trụ, bao gồm đây là kết nối micro này, đó. Đây là đường layout khi mà chúng ta nghe băng cassette hoặc nghe radio. Thì là tiếng nó sẽ xuất ra ở hai cái đường bục sen này. Ở đây là đường line in nghe điện thoại máy tính. Và bên dưới là đường cắm ra tai phone bên ngoài. À xin lỗi, cắm ra loa ngoài. Tương thích với loa có trở kháng từ 4 ohm trở lên. Và đây là lỗ phone cắm ra tai phone bên ngoài. Đây là đường nguồn chạy adapter gắn ngoài. DC 12V. Đây là cái gạt thay đổi tần số dao động bên phần sóng FM. Nói tóm lại là nó chỉ có bể nhựa và rơi rớt một số thứ thôi. Còn ruột gan thì em bao nguyên zin, chưa sử dụng tại Việt Nam. Tấm đít phía sau là không có bể vỡ gì cả. Cọc pin là còn ngon, không bị rỉ sét. Đó, các bác thấy chưa? Cọc pin là còn ngon đấy ạ. À. Yên tâm chưa? Con này nó có một cái ưu thế nữa, đó là nó sử dụng pin đại. Ở ngoài cái vấn đề sử dụng anten dâu thì nó còn cho phép là chúng ta đấu dây anten theo kiểu này thì đỡ phải rút dâu lên. Và đây là thông số này. Stereo radio cassette recorder model RC636. Đây là một cái con số rất đẹp nha. Nó có chút phong thủy ở đây. Công suất tiêu thụ 13W, điện áp sử dụng 100V. Nguồn DC 12V, lắp 8 quả pin. Made in Japan. Số series nó dập chìm, hơi khó đọc. Nói chung là em chỉ có duy nhất một con, không có con thứ hai. Do vậy là với cả cái ngoại hình nó như thế này thì cực kỳ dễ nhận biết, chúng ta cũng không cần phải đọc số series làm cái gì. Bác nào mua con đài này tự trang bị dây nguồn, do shop em độ này hẻo không có dây nguồn kèm theo. Với cái giá mà em đưa ra ấy, thì thực sự đây là một cái kèo hết sức là thơm, bởi vì con này nếu như là hàng đẹp long lanh chạy full tính năng thì giá thị trường của nó vào tầm khoảng 2,5 triệu các bác nha. 2,5 triệu cho một con đẹp long lanh chạy đủ các tính năng. Còn cái giá của em đưa ra thì nó rẻ hơn nhiều. Và em cũng xin kính tặng luôn bác nào mua con đài này cái băng nhé, băng 90 phút Hà Nội, băng của hãng TDK. Đó, gọi là tỏ cái tấm lòng thơm thảo. Ở phần trình bày của em đã xong, và bác nào cảm thấy mình đủ khả năng để xử lý những cái phần khiếm khuyết của con đài này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.